bài với đề tài của mình. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính đảnh lễ chư tôn Thiền Đức Ni, lãnh đạo Ni giới Trung ương, chư tôn Thiền Đức Ni, lãnh đạo Ni giới các tỉnh thành. Kính thưa các nhà học giả, quý Phật tử thân mến, để có thể thực hiện sứ mệnh hoằng pháp thì một người giảng sư cần tu dưỡng nội tâm luôn an trú trong năm pháp: Kinh Tăng Chi Bộ, Phẩm Diệu Pháp. Đức Phật đã nêu rõ năm đức của người hoằng pháp chính là: thứ nhất, phải thuyết pháp theo căn cơ trình độ của chúng sinh; thứ hai, thuyết pháp với sự vững chãi am tường các pháp môn; thứ ba, thuyết pháp với lòng từ mẫn; thứ tư, thuyết pháp không vì tài vật; thứ năm, thuyết pháp không làm thương tổn người và mình. Hòa thượng Bảo Nghiêm trong buổi ra mắt nhân sự Ban Hoằng Pháp Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027 đã khẳng định: Hoằng Pháp là công tác Phật sự mũi nhọn hàng đầu của giáo hội, là nhiệm vụ thiêng liêng của chư tôn đức tăng ni. Do đó, người con Phật không thể xa rời tâm nguyện Hoằng Pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài. Nghiên cứu về lịch sử Phật giáo thì có nữ tôn giả Dhammadina, người thuyết pháp đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật, mà chính Đức Thế Tôn đã hoan hỷ và khẳng định như sau: nếu các vị có hỏi Như Lai điều gì thì Như Lai cũng đáp y như là Dhammadina mà thôi, bởi tâm đức, trí đức, tuệ đức của Dhammadina rất là tiêu biểu trong tăng đoàn của Đức Phật mà đại diện cho ni giới thuyết pháp. Vì vậy, một số bài pháp của nữ tôn giả Dhammadina được chép lại như là Kinh Tiểu Phương Quảng, Kula Devadana Sutta. Đối với Phật giáo Việt Nam, với những trang sử vàng của ni giới đã lưu lại những tấm gương ngời sáng về sự nghiêm trì giới luật, mật hạnh, uyên thâm, trí xuất trần, thượng sĩ của những bậc tiền bối ni hữu công của biết bao thế hệ. Rất nhiều bậc ni lưu hữu công đạo pháp đã viên mãn báo thân, có những vị đã tái hiện đàm hoa hội nhập ta bà, tuyên dương chánh pháp. Và hôm nay, trong hội chúng này, chúng con muốn nói, tất cả chúng con thành kính đảnh lễ các bậc trưởng lão ni đang hiện hữu nơi đây. Chúng con xin thành kính những bậc trưởng lão ni đang hiện hữu nơi đây. Các ngài đã cống hiến cả một cuộc đời cho hoằng pháp, cho giáo dục. Có những vị ni cả một cuộc đời biên dịch hoặc sáng tác thơ ca Phật Pháp. Có những vị tận tụy xây dựng ngôi nhà của ni giới Trung ương, ni giới của các tỉnh thành. Có những vị đi từng ngôi nhà vùng sâu, vùng xa mà lo cho dân, để đưa Phật Pháp vào cuộc đời. Và có những vị ni cả cuộc đời chỉ có yên lặng thôi, mà cuộc đời của các vị ấy đã nêu cao đuốc tuệ, thắp sáng đèn từ cho chúng con đàn hậu học. Các vị rất nhẹ nhàng mà thâm sâu, tiềm tàng trong tâm đức, trí đức và tuệ đức, biểu hiện qua thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Và đó là cách hoằng pháp rất đặc biệt của ni giới Việt Nam, mà con nhớ vào năm 2009 khi bà Lích Sê Sumo đến với Việt Nam trong Đại hội Nữ giới. Tại Việt Nam, bà đã nói cảm nhận về các bậc trưởng lão ni là những người mật hạnh mà mang một năng lượng rất lớn lao. Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tổ chức tại Bình Phước năm nay đã giúp cho nữ giới cả nước có nhân duyên tìm hiểu nhiều hơn về các vùng đất, đặc biệt là vùng miền Đông Nam Bộ, với diện tích lớn nhất là 7 triệu km vuông. Thành phố Đồng Xoài chính là tỉnh lỵ, làm cửa ngõ kết nối với Tây Nguyên và Campuchia. Dân số Bình Phước
chưa đến 1 triệu dân mà lại có đến 41 thành phần dân tộc thiểu số với gần 200.000 người, chiếm khoảng 20% dân số của tỉnh. Như vậy, Ni giới Bình Phước từ khi hình thành đến nay có trên 200 vị ni và trên 100 ngôi chùa. Sẽ tính bình quân có rất nhiều ngôi chùa, nhất tăng, nhất tự. Và các bậc trưởng lão ni trên mọi miền đất nước và đặc biệt là Bình Phước đã ứng dụng tinh thần khế lý khế cơ để đưa đạo vào đời. Điển hình là hoạt động hoằng pháp của Ni giới tỉnh Bình Phước, không chỉ là thuyết pháp trên pháp tòa. Ni trưởng Nhật Khương từng chia sẻ với chúng con vào thập niên 90, cụ thể là vào năm 1996, Ni trưởng đặt chân lên mảnh đất Bình Phước. Trước đó cũng đã có những bậc tiền bối ni, nhưng rất là hiếm hoi. Thở đó Bình Phước được biết như là mảnh đất rừng thiêng nước độc. Người sứ giả Như Lai khi bắt đầu về khai đạo ở vùng đất mới thì phần lớn người dân chỉ biết đến chùa xin cúng sao giải hạn, xin xăm bói quẻ. Để chuyển hóa tư duy, Ni trưởng Nhật Khương đã khẳng định việc hoằng pháp tại đây sẽ bắt đầu từ bếp cơm từ thiện. Từ những phần cơm bố thí 10 phần, 20 phần, 50 phần lên đến 100 phần, ngàn phần, nhưng đầy ắp tình thương, khuyên nhủ bà con sống đạo đức trong chánh pháp. Và có lẽ đó cũng là cách hoằng pháp đi vùng sâu, vùng xa của Ni giới Việt Nam. Kể từ những công tác từ thiện đơn giản như vậy mà hướng dẫn người dân biết tụng kinh, nghe pháp, sám hối, tu bát quan trai. Trong những lần được về chùa Quang Minh, những khóa tu an cư kiết hạ, Ni trưởng cho phép con được về chia sẻ những bài pháp trong mùa an cư. Ni trưởng từng dạy chúng con, muốn giáo hóa chúng sanh thì đức tu là quan trọng nhất. Việc thuyết pháp xem như thế, nếu không có lực thì chẳng có ai nghe đâu. Đặc biệt, chư ni một khi dấn thân phụng sự hoằng pháp tại vùng sâu vùng xa thì không nên nói suông mà phải tri hành hợp nhất. Việc giảng pháp thì không rời xa kinh điển, đi đứng nói năng phải có đạo phong đạo lực để cảm hóa người nghe. Với giới luật tinh nghiêm, tâm từ hoan hỷ thì dù cho các vị ở trong hang cùng ngõ hẻm, núi non hiểm trở, chúng sanh vẫn tìm đến thính pháp văn kinh nương nhờ tu học. Và đó chính là cái năng lực của sự hoằng pháp. Lời nói đó đã thể hiện sự sáng đẹp của ngôi nhà Phật giáo Bình Phước hôm nay mà thông qua các tham luận, các vị ni từ ni trưởng cho đến các sư cô trẻ đã cho chúng ta thấy một bức tranh toàn cảnh về hoạt động hoằng pháp từ thiện giáo dục của Ni giới Bình Phước. Kính bạch quý ngài, nhớ lại lời phát biểu của ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thể hiện niềm tin vào ngành hoằng pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông nói như sau: thuyết pháp không thể dừng lại trên tòa giảng, thuyết pháp không dừng lại trong văn từ, mà ngôn ngữ của vị giảng sư phải đi vào trong mọi mặt của cuộc sống. Đạo đức xã hội hiện nay xuống cấp thế nào, con người đang bế tắc cái gì thì phải lấy ánh sáng của Phật Pháp mà soi rọi vào đó để mà giải quyết. Lời nhận định của ông thấy rõ niềm tin sâu sắc đối với Phật giáo của những vị lãnh đạo đất nước Việt Nam hiện nay. Quả thật, bố thí Pháp là công đức lớn nhất như Đức Phật đã từng giáo hóa. Và như vậy, điển hình là hoằng pháp từ ở những vùng đất mới, Ni giới từ Nam ra Bắc hay ngược lại từ Bắc vào Nam, hoằng pháp vùng có nhiều dân tộc thiểu số như tỉnh Bình Phước, hoằng pháp với các lứa tuổi, già, trẻ, các đối tượng nhiều ngành nghề trong xã hội, đối với người khuyết tật, vân vân. Chẳng hạn với các bé mầm non thì hoằng pháp chính là chơi với các em, đọc sách với các em, kể chuyện cho em nghe. Hoằng pháp với người khuyết tật mù loà, tật nguyền thì chính là công tác từ thiện với lời khuyên nhủ yêu thương. Hoằng pháp không chỉ là thuyết kinh giảng pháp mà bằng các phương tiện thiện xảo đem đạo vào đời. Do vậy, sứ giả Như Lai muốn giáo hóa chúng sanh không thể bằng năng khiếu lợi khẩu, mà trước tiên chính bằng tâm lượng từ bi, chịu thương chịu khó, thiết lập niềm tin chánh pháp trong lòng Phật tử. Con nhớ lời của Ni trưởng Như Như, Phó Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, nguyên trưởng đặc trách hoằng pháp Ni giới từng dạy chúng con:
Các em hãy mạnh dạn trong công tác hoằng pháp, bởi vì mỗi người một khả năng khác nhau, một cái duyên khác nhau, một ưu điểm khác nhau, mà cứ thế bằng tâm lượng, sự nhiệt tâm tinh cần của mình mà đi vào đời sống. Chắc chắn lời nói của các em tuy đơn giản nhưng bằng tình yêu thương và trong tuệ giác của Đức Thế Tôn, các em rồi sẽ thành công. Con xin kết thúc bài tham luận bằng lời của cố ni trưởng Huệ Giác, nguyên là viện chủ Quan Âm Tu Viện Biên Hòa Đồng Nai, đã từng dấn thân về Bình Phước, khai khẩn đất hoang vu, trồng trên 100 hectare rừng bảo vệ môi trường xanh của quê hương đất nước. Bài thơ như sau: không đi làm sao đến, không bước làm sao qua, từng bước chân hằng hóa, mang nhiều nỗi gian nan, bao thăng trầm vất vả, kiên trì để lắng nghe, hiểu và thương sâu sắc tiếng lòng bao chúng sanh đi vùng xa hẻo lánh, sống với hạnh dược sư. Trước tiên cho họ ăn, rồi cho quần áo mặc, thuốc uống và tình thương, kế đến lời khuyên nhủ, chánh pháp được lan truyền. Bằng việc làm từ ái, bằng lời nói nhu hòa, bằng đạo tâm kiên cố, hành trình thật dài lâu, gieo niềm tin chánh pháp để có được hôm nay. Hoằng pháp là tâm đức, là cả sự hy sinh. Không thể nói lời hay, thuyết giảng như mưa bay mà gọi là hoằng pháp. Chính tấm gương lành sáng, bậc ni giới hữu công, chiếu soi cả ngàn sau cho biết bao sanh chúng. Bài diễn giảng của con đến đây xin được kết thúc. Xin tri ân quý ngài đã lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.